Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sepmon News Today và blog www.vietnamdang.com. Thì chào mừng của chúng ta là một trong những cập nhật mới nhất của CEO Sepmon John Gallery. Thì là trong ngày từ nay đến ngày 19 tháng 12 thì các cái token P Sepmon nó sẽ được chuyển hoàn toàn lên trên token Sepmon V2 ở trên cái mạng Binance Smart Chain. Điều này có nghĩa rằng là tất cả những cái thanh khoản của bên mạng chuỗi Ethereum sẽ được chuyển lên trên chuỗi của BSC, cũng như là nó sẽ chuyển toàn bộ những cái thanh khoản khác từ Sepmon V1 sang Sepmon V2. Điều này là một cái tín hiệu rất là tốt, làm cho tất cả những cái thanh khoản nó đổ dồn về một phía, về một bên V2 thôi, thì nó sẽ làm cho cái giá của Sepmon có lẽ là sẽ tăng lên một chút. Tuy nhiên á, thì có một số người cũng đang nghĩ rằng là có thể Sepmon nó có ảnh hưởng gì đó. Nhưng tuy nhiên là chúng ta có thể thấy rằng là trên những cái đây thì là họ cũng đã bắt đầu là đưa ra được những cái khảo sát, và John Kerry đang hỏi rằng là lên là chúng ta sẽ staking cái pool hay là chúng ta sẽ đốt token cho cái khối lượng giao dịch. Thì trong tương lai thì theo một trong những cái quan điểm cá nhân của anh Danny Logie này, thì anh ấy nghĩ rằng là tôi nghĩ là cái việc đốt token nó sẽ quan trọng hơn là cái việc staking. Vì khi mà bạn đốt cái token thì nó sẽ làm cho cái tổng cung giảm, và cái nó sẽ trở nên dễ dàng xử lý hơn, và nó làm cho cái giá của token tăng lên, cũng như là tăng cả cái nguồn cung và cái nguồn cầu. Đó. Thì trên cái Reddit cũng như là trên các cái trang mạng xã hội thì John Kerry cũng có nói rằng là sẽ đưa ra một cái đoạn poll again, tức là sẽ đưa ra cái cuộc hỏi lần nữa để hỏi xem là liệu là sẽ nên ra mắt cái gì tiếp theo cho cái tính năng swap mới. Thì có thể là sẽ có cái tính năng swap mới cho Sepmon, nó sẽ làm all in one, tức là tất cả những cái đồng Sepmon từ các cái nền tảng hoặc là V1 hoặc là V2 hoặc là P Sepmon nó sẽ dồn về một cái thôi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy sẽ có được những cái biến chuyển lớn trong tương lai, ít nhất là từ nay đến cuối năm 2022 này chúng ta sẽ có thể chờ vọng, hoặc có thể là một cái gì đó mới, ví dụ như blockchain chẳng hạn, giống như là Bitgirl đã từng làm một cái đống thứ thống nhất, tức là một cái Bitgirl chain. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái Sepmon chain nó như vậy, và hy vọng cái Sepmon chain này nó sẽ tích hợp thêm cái tokenomics. Thì với cái tokenomics thì chúng ta sẽ có thể là đốt token một cách nhanh hơn, thì có khả năng là cái việc đốt token sẽ là cái mà người ta lựa chọn nhiều hơn là cái việc là staking. Staking thì nghe có vẻ nó khá là rủi ro, giống như một số các cái nền tảng staking, khi mà nó bị vỡ thanh khoản là giá của Sepmon nó cũng sẽ bay rất là mạnh. Thì cái điều đó là cái điều thắng chắc là không ai mong muốn nó xảy ra cả. Thì là hy vọng là từ nay đến cuối tháng 12 chúng ta sẽ có một số những cái lớn, và cho dành cho những ai vào ngày 19 này chúng ta có cái ý định là chuyển P Sepmon sang cái Sepmon V2 thì chúng ta phải cẩn thận nhé, vì là nó sẽ có một cái trang giả mạo tên là Cephamon, nó đổi cái chữ E chữ A với chậu với nhau, chỉ có cái thật là dưới đây là cái thật, còn đây là cái giả. Thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi chúng ta nạp ví của chúng ta vô, là rất dễ chúng ta sẽ bị mất tiền. Nó làm rất giống như là cái trang web của bên Sepmon, thì mọi người phải hết sức lưu ý để tránh trường hợp chúng ta mất tiền oan nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video cập nhật tiếp theo về Sepmon, P Network cũng như là Bitgirl trong tương lai. Xin chào.